xin chào các chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong là hài của sống Mỹ nha Dĩ nhiên khi mà thấy mình là mọi người đủ hiểu rồi đó sắp có tin vui với giờ tuyệt vọng vì trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người chúng ta cùng biết một thông tin mà chúng ta đã chờ để 8 tháng qua đó là thông tin về gói cứu trợ 3.500 tỷ đô Dĩ nhiên là bởi gì? tính tới thời, thời điểm này là coi ngày 7 tháng 9 năm 2021 thì hiện giờ có hai luồng thông tin là ok ông Joe Manchin ông đã bày tỏ thái độ là ông không đồng ý với cái gói 3.500 tỷ đô tại vì nó quá là mất tiền nó sẽ làm cho nước Mỹ dở nợ hoặc là tăng nợ công hoặc là tăng thế không oh, và bà Christine Sinema cũng là bệnh đảng dân chủ nữa bà nói cũng vậy cũng quá tốn kém không được và không được tức là đảng dân chủ hiện giờ họ muốn thông qua cái gói cứu trợ 3.500 tỷ đô bằng cái biện pháp gọi là budget reconciliation họ cần tất cả các thượng nghị sĩ trên thượng viện của đảng chủ tức là 50 người bao gồm cả ông Joe Manchin và Christine Sinema thì họ mới thông qua được vấn đề là hiện giờ họ không có hai lá phiếu họ không có chắc chắn hai lá phiếu của hai người đó tại vì hai người đó đã lên lên tiếng phản đối ok vậy thì có một cái tin vui mà mình muốn cho mọi người biết là gì cái tin vui thì hiện giờ trước tiên á khả năng rất cao là cái gói cứu trợ này nó để sẽ được thông qua một đường này hoặc là một đường khác cái vấn đề còn lại là gì khi nào nó thông qua à, khi nào nó thông qua là nếu mà nó suôn sẻ hết trơn nha nếu mà mọi việc mà coi như là tuyệt vời giống như là một trong một cái giấc chim bao luôn á là trong vòng cuối tháng 9 nó có thể thông qua còn nếu như mà xui xui á à, chẳng hạn như ông Joe Manchin hay bà Christine Cinema, họ muốn đòi hỏi thêm cái điều khoản nào chẳng hạn như là hỗ trợ tiền cho tiểu bang họ hỗ trợ thí dụ ông ông Joe Manchin ông là thượng nghị sĩ của bang West Virginia mà West Virginia là một tiểu bang mà ngành công nghiệp chính của nó là khai thác mỏ than đá mà than đá tức là cái ngành nghề mà đang bị đào thải nước Mỹ tại vì nó gây ô nhiễm môi trường nó tạo ra khí carbon dioxide nhiều nó làm hiệu ứng nhà kính nhiều đại khái là nó là thủ phạm chính để mà gây biến đổi khí hậu bên cạnh là gì là khí hóa thạch uh, fossil fuels uh nhưng mà nó lại là một cái ngành công nghiệp chính của bang West Virginia. À, đó là một cái lực lượng lực lượng lao động chủ lực của bang West Virginia là đa số họ tham qua tham gia những ngành nghề liên quan tới khô uh, tức là than đá. Mà ông Joe Manchin, ông là thượng nghị sĩ của bang West Virginia, cho nên chúng ta có thể chắc chắn 100% là gì? Ông sẽ yêu cầu rút một cái điều khoản nào đó gàn buộc các ngành nghề công ty thang đá. Uh, ra khỏi cái gói của chợ 3.500 năm trăm tỷ à, tại nếu mà gàng buộc nó quá thì nó chỉ có nước dẹp tiệm thôi không à, chẳng hạn như là điều khoản khi biến đổi khí hậu nhà kính à, gắt cao quá thì nó không thể nào đáp ứng được tại vì vậy quá tốn kém quá tốn kém tức là nó cũng dẹp tiệm đó không à, cái gì trong quá khứ nếu mà chúng ta quay chi, chi về cách đây mấy tháng gì trước thì lúc mà đảng lúc mà, ông Biden nó mới lên á là đảng dân chủ họ từng thông qua cái cứu trợ 1.900 tỷ bằng cái biện pháp gọi là budget reconciliation khi đó khi đó là dĩ nhiên 50 người thượng nghị sĩ của đảng dân chủ bao gồm cả ông Christi, ông Joe Manchin và bà Christine Sinema họ cũng bầu ủng hộ nhưng mà trước đó ông Joe Manchin ông đã không ủng hộ và cái mấu chốt mà ông không ủng hộ là sau đó ông ủng hộ là như thế nào đó là sau khi mà người ta thêm cái điều khoản chi ra một à, phần một à, tỷ mấy đô cho một công ty mà trong ty đó là của có sự tham gia của công ty của bên vợ của ông Joe mentioned à mọi người thấy ở đây chưa? tức là gì? sau khi mà họ thêm cho ổng một cái phần lợi ích thì ổng dĩ nhiên sau đó ổng là OK bây giờ ổng à, cũng có lợi thành ra ổng ủng hộ á à, thì khi đó Kết quả là cái gói cứu trợ 1.900 tỷ hay còn gọi là American Rescue Act đã được thông qua vì dĩ nhiên sau đó nữa là mọi mọi người dân Mỹ chúng ta đã được 1.400 một người Wow Nhưng mà ai đi ở đây là gì? Ai đi ở đây là ông Joe Manchin với bà Christine Cinema Họ đang gọi là gì nè? Họ đang dùng cái lá phiếu của họ Tại vì lá phiếu của họ rất là mạnh Mọi người nghĩ xem nếu không có lá phiếu của hai người đó là không có đảng Dân Chủ đừng có mơ mà thông qua được cái giống gì hết á không? tại vì hai người đó là họ được gọi là gì ta uh, moderate democrats tức là những người dân chủ nhưng mà họ không có phải là nghiêng về cánh tả lắm họ cái khá chung chung không? đại khái là có thể gọi họ là đi hai hàng cũng được và cái quan trọng đó là gì họ là cán cân quyền lực ở trong chính phủ mỹ à, họ giúp cân bằng quyền lực của bên đảng dân chủ với đảng cộng hòa và. và họ dĩ nhiên là gì Họ là những lá bài mà có thể ngăn chặn để chủ có thể tắt quay tắt quái trong quốc hội mỹ và cái quan trọng đó là gì hiện giờ với cái số phiếu trên lệch đảng chủ 51 ghế trên thượng viện cộng so với đảng cộng hòa 50 ghế thì chỉ cần một trong hai một lá phiếu của mấy người đó thôi lá phiếu của ông Joe Manchin hoặc là lá phiếu của bà Christine Cinema, là đủ để mà đảng chủ coi như là bị khựng lại giống như là đang chạy xe mà thắng gấp vậy đó đó, thành ra lá phiếu của họ rất là mạnh Nhưng mà cái đi ở đây là gì Lá phiếu của họ rất là mạnh đi chăng nữa là gì Họ cũng cần phải làm lợi cho tiểu bang của họ Và họ cũng lần là cần làm lợi cho bản thân họ Dĩ nhiên họ cũng sẽ làm lợi cho nước Mỹ trong quá trình đó Nhưng mà gì Họ sẽ câu giờ Cái đi ở đây là họ muốn câu giờ chứ không phải là gì hết á Chỉ cần mấy ông mấy mè bà khác bên đảng như chủ mà họ thêm vào những điều khoản ví dụ như mà ông Joe Manchin đi họ thêm vào những điều khoản mà có lợi cho bang West Virginia tức là có lợi cho những người dân West Virginia khi nói cách khác có nghĩa là nó sẽ có lợi cho cái việc mà tái tranh cử của ông Joe Manchin vào cái bầu cử tới à thì khi đó ông sẽ ủng hộ à là nó có lợi uh, giống như hồi lần mà American Rescue Act hồi tháng giêng năm 2021 tức là nó trao một cái hợp đồng nho nhỏ nào đó à, 1 một hai tỷ đô hay là vài trăm triệu đô cũng được cho một cái công ty nào đó mà gia đình uh, của ông Joe Manchin ở West Virginia có tham gia làm ăn hay là là đối tác gì đó thì khi đó tức là ông cũng có lợi nữa ha uh -huh. thì khi đó dĩ nhiên là gì ông cũng giống như cái thời mời American Rescue Act ông cũng sẽ sửa là bài của ông lợi từ chống thành uh, không chống và bà Christine Sinema cũng vậy ha uh à, -huh. bà là gì bà hồi đó tới giờ á uh, bang uh, Arizona thượng nghị sĩ của nó là uh, đảng cộng hòa chỉ riêng mùa bầu cử năm nay thì đảng cộng hòa bị thua ở bang arizona thành ra là bà christine cinema mới, lên nói cái khác có nghĩa là gì cái ghế của bà christine cinema hiện giờ là gì chỉ bà chỉ mới là thượng nghị sĩ có mùa này thôi tức là bà còn mấy năm nữa nhưng mà sau mấy năm nữa khi mà cái nhiệm kỳ của bà kết thúc thì bà cũng phải ra tái tranh cử và dĩ nhiên bà sẽ muốn làm thêm vài nhiệm kỳ nữa đúng không tại vì tương đối bà cũng trẻ mà đúng không thành ra chỉ cần làm sao có lợi cho bang arizona của bà ông à, đưa ra những cái điều khoản hay những cái khoản tiền cấp riêng cho bang Arizona để làm lợi cho bà thì dĩ nhiên nó sẽ có lợi cho cái ghế của bà dĩ nhiên nó sẽ có lợi cho việc tái tranh cử của bà thì cái đó dĩ nhiên là gì bà cũng sẽ ủng hộ tiếp thời nó giống như trang như là American Rescue Act vậy đó đó, đó là nguyên nhân vì sao mà hiện giờ mặc dù hai người đó đã lên tiếng chống rồi họ lên tiếng lên mặt báo là họ sẽ chống là họ không bàn thảo gì hết tại vì nó quá tốn tiền nó quá nhiều tiền nó làm tăng nợ công tăng thế rồi này kia hết nhưng mà bên phía nhà trắng với quốc hội mỹ hay là chính xác là bên phía đại chủ họ vẫn tiến hành chọn uh, ra cái cái bản dự luật 3.500 tỷ để họ và họ tiếp tục đàm phán tiếp đại khái là họ cũng đang binh cái đường mà giống như nãy giờ mình giải thích cho mọi người vậy đó tức là họ họ bên cái đường mà khả năng cao là họ sẽ có thể thuyết phục được ông Joe Manchin với bà Christine Sinema đổi lá phiếu của họ từ thận thành chống à nhà, mọi người thấy tin vui không tin vui là sao tin vui là chúng ta có trong cái gói cứu trợ đó dĩ nhiên nó tăng thế rồi đó dĩ nhiên nó tăng thế rồi nhưng mà gì chúng ta cũng có rất nhiều điều lợi ở trong đó mọi người xem free community college free mẫu giáo hỗ trợ tiền ghế con hỗ trợ đào tạo việc làm Ok, à, giảm uh, tuổi mà nhận Medicare xuống. không? Mở rộng chính sách uh, Medicare tại vì một ngày nữa đó. Mình và mọi người cô chú nếu mà chúng ta chưa có phải là già lắm thì chúng ta cũng sẽ già, Và dĩ nhiên chúng ta cũng cần mấy cái đó nữa. Ok. Thôi video đó dài xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.